Em chào tất cả các bác đến với kênh Cây Giống Của Ba Miền. Thì hôm nay thì nhà em có về được một lô cây giống chám đen nếp ghép. Thì em lên đây quay luôn cho các bác xem, bởi vì là rất là nhiều bác có comment ở bên dưới bài đăng của em và hỏi là có chám đen không các bác nhé. Và chủ yếu là chám thì có hai dòng, chám đen và chám trắng các bác nhé. Thì chủ yếu là các bác hỏi về dòng chám đen thôi, còn dòng chám trắng thì rất ít là nhiều người quan tâm. Bởi vì chám trắng thì quả ăn nó không được ngon như chám đen và nó không được ưa chuộng trên thị trường như chám đen hiện tại các bác nhé. Thì đối với dòng chám đen nếp lùn đấy, nếp ghép này thì là cho quả rất là sai, rất là năng suất các bác nhé, và quả rất là bùi và nó có khá là nhiều công dụng, vừa cho thu hoạch quả này và vừa sau này cây to, vừa làm bóng mát này, chống sạt lở và cũng như là lấy gỗ các bác nhé. Thì đó, đây là cây giống chám đen vườn em các bác nhé. Thì hàng chuẩn chám đen cho các bác. Thì cái lá chám đen thì nó nhẵn, nó bóng hơn các bác nhé. Khi mà so sánh với cái dòng cây giống thì cái dòng chám đen này lá nó nhẵn hơn và nó bóng hơn các bác nhé. Đó, thì hiện tại thì cây giống vườn em thì nó cao được khoảng 70 phân đến 80 phân. Cây rất là đẹp. Cái giống chám đen này thì ghép thấp thì nó cũng phù hợp các bác nhé, nên là đa phần là phải ghép khá là cao. Cây hạt phải nuôi khá là cao xong rồi cắt đi và ghép các bác nhé, phải trên khoảng 5-60 phân. Thì khi đó mới ghép các cái mắt ghép chám đen vào các bác nhé. Thì đây gốc ghép thì nó được khoảng tầm 7-8 ni các bác nhé, gốc nào to thì 1 phân, còn đa phần là sẽ là 7-8 ni. Và hiện tại cây ghép và mầm đang chồi rất là đẹp rồi các bác nhé. Thì cái dòng chám đen này thì nó thường là nó có hai vụ, vụ tháng 2, tháng 4 đấy và vụ tháng cuối năm các bác nhé. Thì đấy là những cái bác khách các bác trồng ở khu vực phía Lạng Sơn này, phía Thái Nguyên, các bác báo với em như thế. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì có hai mùa khác nhau, thì các bác thu chủ yếu vào tháng 10 và cái năng suất nó rất là cao. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, cái dòng chám đen thì lá rất là dày các bác nhé, cảm giác khi mà cây giống ấy thì lá nó xanh, nó dày hơn. Và dòng chám trắng lá nó mỏng và nó có nhiều nếp nhăn hơn đấy, nếu các bác nhìn tinh thì các bác sẽ nhận ra. Thì hôm sau em sẽ ra một cái video để phân biệt cho các bác hai dòng chám các bác nhé, dòng chám đen và dòng chám trắng. Thì hôm nay thì rất là nhiều bác có hỏi về dòng chám đen nếp giống, thì em nên em quay để cho các bác xem để các bác mua cây giống các bác nhé. Thì cái dòng chám đen này thì nó trồng chủ yếu ở khu vực miền núi phía Bắc cũng như là khu vực Tây Nguyên các bác nhé. Nó khá là ưa đất đồi bởi vì cây nó phát triển rất là mạnh và ít công chăm sóc, cùng với đó là những cái năng suất thu hoạch nó mang đến rất là cao, chính vì thế rất là nhiều người lựa chọn các bác nhé. Đó, đây các bác có thể nhìn thấy đây, khu chám đi em. Hàng này thì nhà em cắt ghép dưới ruộng đây nha các bác nhé, chuyển về nhà dâm mù. Đó, các bác có thể nhìn thấy đây, đó mắt ghép nên được khoảng tầm 20 phân thì các bác nhé, được khoảng một gang tay của mình đấy. Thì cái khoảng cách các bác trồng chám đen là các bác trồng cho khoảng tầm từ 5 đến 6 mét các bác nhé, bởi vì sau cây nó khá là to, vì nó là cây cây lấy gỗ đấy, sau nó rất là to, nó phát triển rất là mạnh các bác nhé. Và cây thì thông thường thì nó sẽ cho quả từ 2 năm rưỡi đến 3 năm sau khi trồng. Đây là gốc chám đen các bác nhé. Thì em lựa chọn những cái gốc rất là to đẹp và khỏe để cấy ghép vào cho cây nó phát triển mạnh các bác nhé. Gốc thì được khoảng 8 ly. Đó là một vài cái lưu ý mà khi các bác mà lựa chọn mua cây giống đấy, để các bác nhìn sao cho chuẩn chỉnh. Bởi vì khi mà nhìn bằng mắt thường, nếu mà các bác chưa tiếp xúc với hai dòng chám này thì cũng khá là khó phân biệt, nhưng mà khi các bác đã trồng chám trắng và chám đen rồi thì các bác sẽ nhìn ra ngay được. Đó, đây là lá chám đen các bác nhé, các bác nhìn kỹ chưa? Cảm giác nhìn nó óng hơn các bác nhé. Em sẽ ra một cái video sớm nhất cho các bác, vì bây giờ thời gian khá là bận. Khi mà dịch ra ổn định thì các bác đặt mua cây rất là nhiều, em phải trả hàng cho các bác, nhưng vì thế là chưa có thời gian. Thì em sẽ ra cái video sớm nhất để phân biệt cho các bác hai dòng chám này, để các bác tránh mua nhầm các bác nhé.
Kể cả các bác mua hàng người ta bán cho bác không dùng, không phải cây chám thì bác cũng có thể nhận ra được. Đó thì bác nào mà có nhu cầu mua các dòng chám các bác nhé, thì em có cả chám trắng. Chám trắng thì nó rẻ hơn chám đen các bác nhé, nó rẻ hơn khá là nhiều đấy. Thì em có hai dòng chám đen này, chám trắng này. Chám đen nếp thì em có dòng nếp nếp, hàng dòng nếp các bác nhé. Chám đen thì em có dòng nếp, dòng tẻ nhà em không làm. Thì bác nào có nhu cầu thì bác có thể là liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ tư vấn cụ thể cho tất cả các bác. Em xin tạm dừng tại video tại đây. Chúc tất cả các bác thật là nhiều sức khỏe và mua những cây trồng chất lượng. Em chào tất cả các bác.